Chào anh em nhá. Thì hôm nay anh em tôi lại đi rừng tìm rúi và đào rúi đây. Anh em vừa đi cách nhà khoảng chục cây số này rồi. Và bây giờ đã đến nơi. Và anh em là quyết định là lên máy này. Trước thì anh em đã có đào một tổ trên này rồi, bây giờ lại lên xem nó có ở không. Trước đào cũng được. Anh em cùng theo dõi clip nhá. Đi thôi nhỉ. Máy mới nhá, máy mới có sắn nhá, con này là nó hay ở những khu như này lắm. Đây nhá các bạn ơi, đấy sau một thời gian anh em đi tìm thì phát hiện một tụ rối đây, đây nó cắt cái nứa để về ăn nhá, đấy nó lấy hàng đống về đây dự trữ chỗ này nhá, còn cái lỗ của nó như là vào đây. Đây đấy, đống đất của nó đây mà con này nó chỉ vùi vùi đất một tí ra này thôi đấy nhá, anh em theo dõi nhá. Thì bây giờ sẽ đào đào xem con này nó sâu không. Đấy nó cắt rất là nhiều cái nứa về đây ăn. Đây nó cắt lên kia về nhá anh em ơi. Rồi bây giờ là bắt đầu đào cho anh em xem nhé. Vâng, theo dõi nhé. Bây giờ làm cái cán thủng này chuẩn bị đào nhé. Dạ. Con này không biết nó có sâu nhé. Hình như là cũng không to lắm. Ủa, cứng cái này nhỉ. Hả? Đâu? Xem lỗ đâu nè. Các bác anh cùng theo dõi nha. Xem là anh em tôi đã đào được không nhá. Đây là anh em ơi. Đây. Cái phần nó đây. Cắt tổ nó trong này. Thế ơi. Thấy tổ nó nha anh em nhá. Nhiều dễ cây nhỉ. Cho mọi người xem nhá. Xem nghe thấy không? Không thấy đâu. Nó cắn cái loại này nhá. Cắn đây. Nhìn cái răng nó như thế nhưng mà vẫn cắn được như thế này. Hôm nay là hai anh em đi. May quá là trời mưa nhưng mà gặp một tổ đây. Cứng thế nhỉ. Đấy, nó lôi rất nhiều vào đây. Nhiều cực luôn. Con này như là hai con hay sao nó ăn nhiều hết nhỉ. Đâu rồi? Chết nó đây. Nghĩ là nó đi đâu trên này nhá anh em nhá. Nghĩ là nó đôi đi lỗ thế này. Nhiều dễ cây thế nhỉ. Trời ơi. Như thế. Nhắn đi tận đâu đây. Đây. Sắp đến tổ nó ra rồi.
nhiều cứt thế nhỉ. Con này chắc là mấy con nọ mình thấy ra trên này nhỉ. Lâu như đào đào mệt thế nhỉ. Rồi. Mình chỉ hỏi nữa. Đi lên đi thôi. Thế nha các thằng em nha, thì bây giờ nó là bịt lỗ của nó rồi, đây nó bịt ngay chỗ này. Con dúi này thường đào sắp đến nó là nó thường bịt lỗ này đánh hướng chúng tôi nha, đánh hướng mình không biết là nó đi đâu, nhưng mà kinh nghiệm của mình nhiều rồi, con này chắc là ngay đây rồi. Thì bây giờ anh em đào rồi, gần đến nó rồi, nó bị lố lại, nhưng mà anh em mà chọc thủng lố thì đã nghe thấy tiếng con dúi trong đây để sắp được rồi nhá anh em nhá. Đấy, cái lố mình đào rất là sâu rồi, đất rất là nhiều đây, một đống đất đây rất là nhiều. Và bây giờ đào tiếp xem thấy nó chưa. Chưa thấy rồi. Anh em mà thấn mệt rồi nhá, vì cái khối đất này rất là cứng nên anh em đào là chai hết tay. Đấy. Còn tí anh em đào xong thì chắc là phải đi tìm bên này. Đấy. Rừng bát ngát luôn. Hai con nó đi đâu rồi? Đây hai con này anh em ơi. Đấy, hai con nó đây. Và bây giờ cũng đào sắp được con mẹ.
lấy con mẹ mình nuôi hai con này thì mới lớn được. Chứ nhìn nó bé này nhìn cũng già, rất là tội nghiệp nó. Vẫn còn khoảng 50 cm này được nó đến nó đấy. Đấy anh ơi, bây giờ quyết định là phải lấy cây này chọc vào, mình xoắn lấy nó ra. Trông thế nhưng mà không phải dễ ăn nha. Tôi là dùng này. Làm gì này? Để các cháu tao. Vô. Đấy nha, bây giờ thấy con dưới trong kia. Tiếp trong này nha. Bây giờ sẽ lấy nó ra. Mình ra đi. Cái chưa chịu giá nha anh em ạ. Rất là cứng luôn này. Có thể này mình sẽ chấm bằng khẩu này. Giá này cứng nhiều. Mày không ra là mày đau nhẹ. Mày không thể trách tao được nhá. Giá nha anh em ơi. Lại tuột ra chứ nhỉ. Tán chứ nhỉ. Nó lôi được nó ra nhá. Lôi được nó ra rồi. Con này chắc tầm 1 cân này nhỉ. Ừ. Được rồi nhá, anh em nhá. Đấy, sau khoảng 1 tiếng em đào được rồi. Đi rất sâu. Đấy, tả ly cao bằng người. Vẫn là khoan cái hầm ếch vào khoảng 1 mét nữa. Đấy, được con mẹ đây. Đây, hai con đây này. Đây, hai con đây. Đấy, con mẹ đây. Rồi ok. Vậy là tốt nhá. Tốt lắm. Anh em nào theo dõi clip này thứ hai thì nhớ đăng ký và ủng hộ để ủng hộ kênh nhá. Rồi chào anh em nhá. Anh em tôi đi tìm tiếp đây.